được á, như là từ bờ của nó đỏ nhé, hay là mờ hay là được kiểu vân hơi tí chất là trung chất là bổ rất là nhiều cả cái đặc điểm. Vậy thì bây giờ bởi hôm nay các bạn nói cái gì? Nốt mờ, các bạn thì gọi là nốt mờ, sẽ có rất là nhiều nốt mờ ở đây. Ở đây các bạn thì gọi là gì? Bọng mờ. Tám mờ. Ở đây các bạn thì gọi là bọng mờ. Bọng mờ được, tám mờ được. Nhưng mà vì sao mình lại có cả được tám mờ và giữa tám mờ và bọng mờ được cả nhau không ạ? Khối là có đường đường bờ rõ ràng, còn đám mờ là không có đường bờ. Khối là cái đó đỏ hơn, còn đám mờ thì không có sản phẩm đường đấy, cái đám dở rõ ràng cụ thể. Thì như vậy là khi có một cái tổn thương mà cái đám dở nó không sản phẩm được thì nó gọi là đám mờ. Cái này là cái đốm mờ, cái này là khối mờ. Thì như vậy là mình phải gọi tên cho đúng. Còn khi mà mình chỉ quá thì gọi là gì ạ? Hình mờ. Hình mờ hoặc bóng mờ thì kiếm chứ hẳn. Đây các bạn sẽ có bạn cái đặc điểm này là nhiều ý. Rồi các bạn sẽ có hình mờ này. Các bạn sẽ có hình ảnh là ví dụ như đây thì các bạn có cái tên đó là tu gốc sư hoành. Còn ở đây thì các bạn sẽ có là hình ý. Rành. Rồi. Các bạn sẽ gọi là giải mờ ở bên trên này. Giải mờ một đường mờ. Bây giờ các bạn sang hình thứ hai gọi là hình của ánh sáng. Thì khi nào mình gọi là hình của ánh sáng? Hôm nay mình có hình mờ bất thường, thế này là mình có mờ bất thường. Và có là bóng mơ bất thường, tức là những bóng mơ nó nằm ở những vị trí đáng lẽ như là nó sáng tuy nhiên nó không thể nằm mơ thì phải gọi là bóng mơ bất thường. Bây giờ hình của sáng thì khi nào mình gọi là hình của sáng? Đẹp đấy, đẹp sáng là có sáng là có đẹp bên phim của sáng đúng sáng là được bắt thấy thì nó rất là đẹp quang. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của hình của sáng khi nào mình gọi là hình của sáng? Đen hơn so với phổ. Trả lời thì cũng phải gọi là quả đen được, đúng không? Nhưng mà tương sáng, còn tương gì? Rất. Xin nghĩa cái quả sáng là như thế nào được gọi là quả sáng? Không cảnh con. Thấy được nhu mô phổi và có cả mạch máu phổi
nó ra đến ngoài vi, cách vào vi khoảng 1.5 cm, và mình phải thấy được các mạch máu sau tim, sau gan, thấy được bốn đốt sống trên, đoạn được các đốt sống còn lại. Như vậy đó là một tiêu chuẩn của một cái spot phổi chuẩn. Và với cái tiêu chuẩn như vậy thì mình sẽ thấy nhu mô phổi với cả cái đường vân mạch phổi ở trong đó, đó là cái độ sáng chuẩn của một cái spot. Vậy thì khi chúng ta thấy cái vùng mà tổn thương đó nó sáng hơn, tức là nó đen hơn so với cái sáng bình thường, thì chúng ta sẽ có hình quả sáng. Và trong hình quả sáng thì quan tâm đến cái gì? Thì chỉ giống như cái này, cái thứ thứ hai mà đến hình quả sáng là tỏa hay là phi phủ, thế là. Và cái quan trọng nhất trong hình quả sáng, các bạn sẽ phải quan sát xem thử nó có gì không ạ. Quả sáng thì cái điều quan trọng nhất của mình là bây giờ các bạn nguyên nhân của quả sáng sẽ là gì? Tăng phí, tăng phí bao gồm phí nữa. Vừa một cái nặng, giảm cái nặng, vừa một cái nặng đã tăng phí cơ, nghĩa là vừa cái nặng đã tăng phí cơ. Bây giờ chúng ta sẽ chẳng hạn chúng ta có một cái trường hợp tăng phí bao gồm khi đó nên sinh vật vùng này rất là sáng. Và cái khí đen thì nằm ở đâu? Bọn phía nam. Nằm trong khoang mang phổi. Và trong khoang phổi thì có những mô phổi không? Không. Có. Không có. Không có những mô phổi thì mình sẽ không thể gì. Rồi, chúng ta sẽ không thể mạch máu phổi. Nếu như các bạn có thêm quả sáng và hoàn toàn không thể vấn mạch phổi, đó là cái phần khí này nó không phải của nhu mô phổi. Ngược lại các bạn sẽ có một trường hợp hình quả sáng rất là sáng, nhưng mà gì này, mạch máu phổi vẫn thấy nhưng mà nó nhỏ hơn, nó đỏ hơn. Kia đó giải thích chuyện gì? Phật trang khí. Giải thích rằng nó bình thường là thể nám ở vị trí này. Bây giờ nó sẽ to, giảm to hơn. Giảm to. Đấy, thì như vậy là cái khí mà lúc này nó làm cái phổi sáng hơn đó thì nằm trong cả cái nhá. Và khi này thì phổi mình giảm ra quá mức, cho nên mình thấy mạch máu nhỏ hơn hơn hơn. Còn trường hợp bắt đầu là nếu như hình quả sáng hoàn toàn không thể một cái mạch quả thì đó không phải nhu mô phổi. Nó nằm ngoài nhu mô phổi, tức là trong đa số trường hợp mình sẽ gặp là trên hình mạch phổi. Thế này, do vậy là sáng cái hình quả sáng dễ có này. Mình chỉ cần biết được là trên sáng bình thường như thế nào thì mình sẽ thấy được hình quả sáng là thứ nhất. Cái thứ hai, trong hình quả sáng mình phải tìm xem tự có mạch máu phổi hay là không có. Nếu có mạch máu phổi thì người đó người ta gọi là căng giãn phổi, tức là nhu mô phổi nó nở ra một cái răng nở ra thì sẽ gặp trong cái giãn phế quản, giãn phế quản tim thủ hoặc là tim viêm phế quản tắc nghẽn thì nó sẽ bị lại trong cả cái phế nang. Còn trường hợp thứ hai là nếu như hoàn toàn không thể hiện về huyết quản ở trong lòng cả cái tổn thương quả sáng thì chúng ta sẽ có trần khí mạch phổi hay gặp nhất. Còn ngoài ra có thể là kẽ phổi, một cái kẽ khí nó to thì nó to, một cái kẽ khí lớn không nó phải thế. Còn là cả cái dạng thể năng, những cái thể năng thứ nhất là do dạng to đông nhá thì chúng ta sẽ thấy lên quả sáng không đủ. Còn cả cái hang vân vân, nó rất là nhiều dạng tổn thương mà có. Hình bóng mơ và bóng sáng như vậy là được chưa? Chưa nè? Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái hình thứ 3, hình thứ 3. Đó là một điều trực tuyến. Khi các bạn cũng có phải ở nhà rồi, các bạn sẽ tăng thử là trực tuyến là gì? Ok, câu hỏi là gì cho toán? Toán gì? Trực tuyến là gì nè? Trực tuyến là gì? Trực tuyến là gì? Buông đó mà bạn kiếm đồng rồi. Có cách đỡ bất hạ không? Nhưng mà cái gì không đúng rồi, em phải nói là một đường thẳng mà buông đó với bạn kiếm của một sinh công. Thì nói đây đúng là như vậy đúng chứ. Còn không mà mình sẽ nói cách dễ hơn, đó là cái một cái đường thẳng tiếp xúc với hình to tàn thiệp.
cái điểm đó là điểm tuyến, và cái đường thẳng đó sẽ là đường tuyến. Như vậy bây giờ mình vào bài học của mình, khi chúng ta sẽ có cái, khi mà mình nói là dấu hiệu tuyến, mình sẽ có một cái khái niệm đó là tia tiếp tuyến. Tia tiếp tuyến sẽ là gì? À, sẽ là cái chung tia x mà nó đi qua, đi qua. Và ở đây trong cái gì của cái dấu hiệu tiếp tuyến thì chúng ta sẽ có hai cái điều kiện, đó là bờ của cơ quan hay tổn thương thấy được khi đồng đồ của nó cải thiện so với đồng đồ của môi trường xung quanh, và khi bờ của nó tiếp xúc với đường tiết tiếp tuyến đường tiết. Có nghĩa là gì? Điều kiện thứ nhất là nếu mình muốn thấy bờ của cái thằng này thì thứ nhất là hẳn là phải bằng là đồng đồ mờ, thì thằng bên cạnh phải là đồng đồ cả có sẵn hơn được. Đấy là cái điều nhất. Điều thứ hai đó là khi bờ của nó tiếp tuyến với đường tiết, tức là nó phải có tiết nhiều khác quá. Cái đồng đồ của thằng này, thằng này khả là không có khó đi nhiều quá thì nó cũng sẽ không thấy cái bơ nhiều như là cái gì đó qua. Và như vậy là chúng ta sẽ có phải có hai điều kiện này mới có được cái trạng của điều kiện trực tuyến. Vậy thì trên đây có bao nhiêu điều kiện trực tuyến? Trên đây mình có bao nhiêu điều kiện trực tuyến? Một. Điều kiện là những chỗ nào? Đây có không? Có số. Đây có không? Bờ tin có không? Có. Bờ xưa xưa có không? Bờ lục đường có không? Có số. Có. Có. Bờ của những vũ có không? Có. Trả lời thông thục nữa. Nó đơn giản quá đấy. Có. Rồi chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái dấu hiệu trực tuyến. Sang một cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ sang dấu hiệu bóng trông. Thì trong dấu hiệu bóng trông chúng ta nói rằng là nó sẽ khác không ngon với cái dấu hiệu trực tuyến. Đó là nếu như hai vùng, hai vật, hai bộ phận cùng đồng đồ, cùng mặt phẳng thì không thể có thể với nhau. Hồi này là trực tuyến là gì ạ? Nếu như trực tuyến thì cô có hai cái này. Một cái là nhiều đó nó sắt đi, một cái là bằng nhựa, thì chắc chắn là hai cái này nó có đồng đồ, nó khác biệt nhau hoàn toàn. Và khi có cái xuyên qua đây thì mình sẽ thấy nó rất là rõ, nghĩa là nó là một cái trực tuyến. Còn nhiều người bảo trong nhiều giả sử là bạn có hai cái kia không nhựa hết này, thì khi thế đi qua dù quản lý với nhựa các bạn sẽ nhiễm mà hoặc là khả năng hai cái nhựa quản lý như thế này thì các bạn sẽ. Nhưng mà giả sử cố định như thế này các bạn phải không? Thấy không? Có chứ. Có thấy con của cái tên đường 6 không? Có. Thấy có. Không? Có. Có. Có chứ. Có. Xuyên qua được không? Không. Không. Các bạn thấy cái bơ của thằng Vinh sao? Không. Nếu không thì đang cần đến nhận thì giờ này. Và đây các bạn thấy cái bơ trả bơ phải của tính không? Có. Khác năm đúng. Khác năm đúng. Khác năm đúng đúng. Cái này là một khối bơ. Khối bơ tức là một khối bơ đặc. Khi đồng đồ nó sẽ ra đóng 4 mức tăng 3 nhận mức từ mấy nhận? 2. Rất cản quán, tinh cản quán, tinh ít cản quán ra hình sáng. Như vậy hẳn là ở hình thứ 2 là hình của cản quán và đó là đồng hồ dịch của mô hình. Như vậy cái khối này sẽ là khối mô hình và tính là mặc dù đó nó có mỏng nhưng mà nó vẫn là một cỏ phân cơ ở ngoài thì nó sẽ có đồng hồ mô hình, đồng hồ dịch và nó mơ. Hai cái đeo mơ đi. Thì vì sao phải là chuyện? Nếu như các bạn cứ đưa lên, nếu như ở đây hai cái này mình thấy được là chơi thì tỏ hai cái này bỏ lên trên phần cần phải phải được là chơi đúng rồi đúng không? Thì sao? À có một cái lớp phía trước trái phụ có muốn hiểu được cái điều đó bỗng trong chúng ta phải quay được ngoài được tuyệt tuyệt điều tuyệt tuyệt là gì là thấy được tổn thương thì
tâm nô của nó khác biệt so với tâm nô của tôi xung quanh. Bây giờ chúng ta nhìn bạn hiểu cái bỏ một chén như cái này cho bạn có thể mơ không? Có. Phải đấy, bởi vì đấy là một cái đồng đồ khác có xung quanh là không thể được một đồng đồ khác hoàn toàn và bạn có thể mơ nó rất rõ. Bây giờ một cái thằng khác dễ lên thì xung quanh cái thằng micro này mình đã không hiểu cái gì cả. Mình đã không hiểu cho nên mơ hai bên thẳng bên này. Đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng. Thì ở đây mình sẽ có là đồng đồ cái thân này này xung quanh nó vẫn là có thể lên mơ hai bên hai mơ hai bên của nó rất là đỏ. Cái đường này là cái đường cũng vậy, hai mơ hai bên nó rất là đỏ. Cho nên mặc dù nó trông lên nhưng mà bên mình thì mơ của mình này. Vâng. Thầy tí, đó là những cái con có trong thứ hai của mình cung đồng đồ này cung mặt thẳng thì không thể là dễ nhưng mà cung đồng đồ mà cả mặt thẳng thì sẽ để mình nhớ về bây giờ thì mặt thẳng mình đang ở đây là mặt thẳng nào các bạn hiểu biết được là mặt thẳng đang ở đây là mặt thẳng nào mặt phổi mặt thẳng nào. Vuông góc của chúng ta thì đúng rồi, nhưng mà cái tên khi mà chúng ta nói cái hình ảnh đó, mà các bạn sẽ nhớ cả mặt phẳng cơ bản cơ thể có ba mặt phẳng chính. Mặt phẳng đứng dọc không phải như là sai đây là mặt phẳng đứng dọc này, mặt phẳng đứng ngang này gọi là mặt phẳng corona đứng ngang hoặc mặt quanh hoặc mặt phẳng cả là giống như cái con của thẳng và cái mặt phẳng là cạnh ngang vuông góc cơ thể đó ngang. Như vậy là mặt phẳng cơ bản thì cái mà mặt phẳng nó cái định nghĩa của đấu yêu nay mà nói hai bộ phận cung đồng đồ thiếu cung mặt phẳng này phải là mặt phẳng nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái phim x quang của mình là lấy ảnh lên mặt phẳng đứng ngang như thế này các bạn thiếu được tiếp tới thì hai thằng cung đồng đồ thiếu cung mặt phẳng đứng ngang đúng rồi. Nhưng mà hắn không cung mặt phẳng đứng ngang, hắn thiếu mặt phẳng đứng dọc sau và nó đi thì mình có thể đúng không ạ? Sẽ ngang đây có vẻ là bạn hơi hơi rồi. Đừng ngang đây. Thì các bạn rất là dễ phải khó cả cái gì các bạn. Mà phải có nó. Nó nó đồng đồ luôn chắc chắn hai cái điều khó sẽ ở đó mong coi. Khi vấn đề như thế này các bạn sẽ có thể rất hiểu không? Không. Không phải được. Bởi vì cung đồng đồ và cung mặt phẳng. Nhưng mà khi vấn đề như thế này là thẳng không cung mặt phẳng nữa. Mặt phẳng ngang đây này, thẳng không mặt phẳng được thì mình sẽ phải đánh giới, đánh giới của thằng sau và đánh giới được cái thằng đó. Nghĩa là mặc dù thằng có đứng không chỉ cái to cái nhỏ hay là đứng như thế này nữa là mình vẫn phải được đánh giới, bởi vì đấy có cái vùng mặt phẳng ngang mà đây là mặt phẳng dọc mặt khác nên là mặt phẳng được đó. Và khi các bạn hiểu được chỗ được cái tuyến và để vào bỏ trong thì hiện tại con lại sẽ được cái gì thì chúng ta sẽ phân tích từng cái một và sẽ thấy rằng là có rất là dễ để mà chúng ta có thể được. Bây giờ các bạn đọc thêm. Và đây á,